Đáng để đợi cái anh. Làm lại nào. Nào phải chu cái bỏ ra. Chụp cái trộm này còn để chụp trộm làm gì. Chụp cái trộm này. Đây này, đặt đầu quá, các bạn đặt đầu. Anh đây. Nhiều quá không chịu trời. Ai, riêng mà nước ngọt thì phải 100% mà đầy cốc đấy. Mai thì sáng thì mọi người đấy chiều. Không. Chả đi thì sao? Rồi lại chưa mà. Cái này cũng lại cơ mà. Chụp ai chụp cho bạn anh làm này có dơ thế không nhỉ?